thời gian này tụi mình đang ôn thi cuối kỳ 2 cho nên bận dữ lắm. Các bạn nhìn đi, bữa nay team mình chỉ có 7 thành viên thôi à. Anh Ngáo, Tiểu Dương, A Ngọc mất bạn ôn thi rồi, bởi vậy bữa nay không có đi quay được. Các bạn biết sao không? Để ngày hôm nay được đi quay á, thì mấy ngày trước mình đã thuộc bài hết rồi, thì cha mẹ mới cho đi. Ủa Thanh, bộ tối cưng không ngủ hay sao mà chị thấy mắt cưng lờ đờ như vậy? Tối hôm qua mình học bài thi tới 12 giờ đêm, quá trời buồn ngủ rồi bạn ơi. Thôi anh Vinh cả. Anh Vinh, em tới nè. Chào các bạn đã đến với kênh Tony TV. Vô cho. Ủa sao team mình nay có 7 đứa vậy? Nay mấy đứa bảo ôn thi rồi anh ơi. 7 hành viên clip gì vậy anh? Clip cắm trại sinh tồn. Ở trên bạn đây đang có 10 tấm hình. Thì ứng với mỗi tấm hình nè sẽ có một cái gương mặt đại diện. Mấy em dở lên mà trúng cái gương mặt của anh nào sẽ cùng team với anh đó sinh tồn. À, để em bóc trước cho. Nào ta, nó là cái này đi. Anh Vân. Chúng anh con thấy các bạn. Luôn nha. Dạ lên. Cái này đây. Cái gì đây? Hát cái tơi đâu đây chạy? Này anh đó mời. Ông cái gì cây chạy? Này là nghệ thuật cosplay đó đại ca. Thôi được rồi, tới em nè. Mày mất chúng anh trên. Còn mình chung đội với anh Phong. Chúng anh nào mà chạy? Mình chung đội anh con tơi. Đây nè em ơi. Nhỏ này còn cao hơn em nữa anh Vinh ơi. Em lùng quá thôi. Thì sau khi có team rồi thì mấy em sẽ bốc thăm sinh tồn. Ở trên tay em có 3 lá phiếu, chúng cái chữ gì em sẽ sinh tồn theo hình thức đó. Ai bốc trước? Mở ra. Lá phiếu còn lại là của mình. Câu cá. Của mình xúc cá các bạn ơi. Còn mình là quan trai. Rồi. Lấy đồ đi. Cần câu thì chúng tự đi làm đi. Rồi mình đi làm đi em ơi. Gán Điền ơi, chút xíu là tới rồi. Mấy đứa có chắc là mấy cái hầm ở đây có cá không? Bắt không có là trưa nay anh em mình đói luôn đó. Anh cứ yên tâm, cái khu vực này là địa bàn của em. Đảm bảo hôm nay team mình bắt cá ăn no nê luôn. Thôi được rồi, tụi mình kiếm chỗ nào dựng liều đi. Chứ nắng kiểu này giá đen hết. Ủa bộ da mày còn đen hơn được nữa Hùng. Thôi thôi, đằng kia có cái chỗ trống kìa. Anh em mình lại đó dựng liều nghỉ ngơi đi. Rồi thôi, đợi đến không. Ý, cái hầm này có cá nè. Ủa nó giúp dân kìa. Thôi là lần này đợi mình bốc thăm chúng đi câu. Nó khỏe gì đâu luôn á trời. Chứ gặp bốc thăm chúng xúc cá nè. Quăng chài lát nhảy xuống nước ướt mình rồi. Khỏe thì có khỏe đó. Mà coi chừng đói nha mấy đứa. Người ta quăng chài một cái là dính một đống cá rồi. Còn mấy anh em mình đi câu chưa chắc dính con nào nữa. Anh nói là em quay may vậy anh cô Tí. Sao vậy em? Em nè, cách 2 tiếng mang một lần. Chứ em đói là em xỉu đó. Thôi giờ mấy anh em qua bển dừng chài đi rồi tính tiếp. Đi. Rồi đi. Rồi lên. Vô chưa kiếm được chỗ cắm trại nữa là mũi cắn bấy chừng đó các bạn. Hy vọng sau ngày hôm nay ông trời đừng có mưa giùm mình một cái. Mưa xuống. Dạ. Trời ơi. Ở đây mà dựng liều là đúng bài luôn. Chị Hai ơi, chị đi cắm trại hay chị đi du lịch vậy hả? Sinh tồn như thế này mình nên dựng liều ở những nơi gần bờ sông như thế này. Tiện bắt cá hả? Thấy cái sông không? Cũng có lý. Dạ. Mà có khi nào mình đang ngủ cái con cá sấu từ dưới sông bò lên bờ rồi ăn thịt mình không ta? Cá sấu mày thả ra hay gì? Nghĩ sao cái hầm này nào có cá sấu các bạn? Họ quyết định là giờ mình dựng liều ngay vị trí này nè cho nó tiện lợi bắt cá nè. Rồi hai em giúp anh đi. Dạ. Mở ra. Rồi lấy liều ra Phương. Dạ. Cắm cái cây này xuống nữa là xong rồi đó. Cắm sâu vô anh ơi, không ơi gió thổi bay mất cái liều mình luôn á. Mùa này làm gì có gió em? Thì em nói vậy đó, anh cứ làm vậy đi cho nó chắc ăn. Ừ. Cắm sâu vô anh. Ê Đại, mày làm xong chưa? Tao làm xong rồi đó. Sinh tồn mà trời nắng kiểu này đúa các bạn ơi. Hay giờ anh em mình vô đây nghỉ ngơi chút xíu đi rồi đi xúc cá nè. Nghỉ ngơi gì? Bây giờ trưa luôn rồi, không lo đi xúc cá còn hồi lấy gì ăn. Mà quan mập nè, hồi nãy em nói đây là địa bàn của em mà. Thì bây giờ chỗ nào nhiều cá em chỉ đi rồi anh em mình tới đó xúc cho nó nhanh. Đúng rồi đó, đi bắt cá đi, giờ cũng trưa rồi. Để em hy sinh ở lại giữ liều cho. Ở trong cái vườn nè, ai mà lấy đồ của mình mà ở đây giữ đồ. Đi theo tụi tao luôn mày. Thôi nè, không đi đâu. Đi, tụi tao luôn đi. Rồi mấy đứa làm xong chưa nè? Dạ xong rồi. Tập hợp lại đây anh phân chia công việc luôn cho. Dạ. Bây giờ nè, anh sẽ đi chặt mấy nhánh tre làm cần câu. Còn chị Hảo với A Tiền á thì đi đào trùng làm mồi, ok không? Ok anh. À mà khoan, hồi sáng anh có nhờ chị Hảo mua cho anh mấy cái lưỡi câu á, em mua chưa? Em mua rồi, sao mà quên được. Rồi vậy giờ anh em mình chia ra làm cho nhanh. Dạ. Rồi đi nè Tiền.
lâu rồi mới lấy cái liều này ra xài quá trời vô luôn bạn ơi. Xong chưa Tiểu Phương ơi? Dạ rồi. Xong rồi hai đứa cùng anh xách cái xô với cái chài ra ngoài này quăng đấy luôn nè. Anh Vinh ơi, đó giờ em thấy anh cắt clip không à? Có khi nào em thấy anh quăng chài đâu? Có thiệt là anh biết làm không đó? Không biết thì hỏi Vũ Thanh. Nhà Vũ Thanh là dân đánh cá lâu năm nè các bạn. Gì ông nậu? Cuối cùng cũng có một ngày mình làm nhân vật chính trong team mà các bạn ơi. Quăng chài này nó dở dữ lắm. Hướng dẫn đi con. Đầu tiên mình sẽ phân dây ra. Ok. Chuyên nghiệp quá các bạn ơi. À, sao nữa? Hướng dẫn chi tiết nè. Tiếp theo là các bạn lấy một phần lưới để lên dài. Để lên dài nha các bạn. Rồi để ngược luôn. Rồi rồi để. Rồi. Tay còn lại thì các bạn sẽ chia 2 phần 3 lưới ra nha. Ừ. Đó giống như mình thì nè, lòn vô trong nha. 2 phần 3 lưới ha. Lòn ở phía dưới lưới đó, đúng không? Dạ. Cuối cùng là các bạn nhắm chỗ nào có cá thì quăng lưới xuống. Ừ, rồi quăng anh coi cái coi. Chỗ này quăng không được. Ừ, giờ. Chỗ này cá đục nước quá trời luôn nè anh Vinh. Tự quăng phải không? Dạ. 1 2 3. Trời ơi, cái gì vậy cha? Thằng ơi, dân đánh cá lâu năm thì dữ nữa rồi. Trời ơi, tôi sợ mày luôn rồi đó. Em nói cái hầm nào nhiều cá đâu quan mập? Đây, chính là cái hầm này nè anh. Em ở đây lâu em biết. Em có chắc không vậy? Vậy chắc. Anh Phong ơi, em thấy cái hầm này nhiều bình nè, chắc nhiều cá dữ lắm đó. Hay bây giờ mấy anh em mình xuống xúc đi. Quyết định vậy đi, xuống xúc đi anh em ơi. Xuống đi. Mọi dây trên bờ đi quay. Ủa Hùng sao không xuống? Em ở trên cầm Hùng được rồi, ba người xúc cá đủ rồi. Thôi thông cảm cho mấy đứa yếu đuối đi anh Phong ơi. Ừ kệ nó đi. Xúc đại đi anh ơi. Vô cá không? Rồi xúc đi anh. Vô nè, lụa vô. Xúc cá đây nè. Coi thử, coi thử đi anh Phong ơi. Vỡ cao lên anh, coi có gì chảo. Lấy bớt ghét ra coi. Có cá không? Bình tùm lum vậy. Vỡ cao lên. Đâu rồi, có mấy con ốc nè. Con ốc kìa. Con ốc các bạn ơi. Bắt con cá kìa. Bắt Hùng đưa cái xô xuống. Cái xô xuống rồi. Được hai xạ. Đáng. Yeah, được hai con ốc các bạn ơi. Yeah. Xúc tiếp, xúc tiếp. Rồi, cái lên bớt đi. Úp ngược lại, úp ngược lại. Rồi. Ở dưới mấy lục bình. Rồi. Rồi xúc đằng này luôn. Rồi xúc tiếp. Rồi xúc bên đây nè, xéo qua bên đây nè. Bên đây mới xúc rồi. Ở đây có bùa tre nè. Để kiếm mấy cây chặt làm cần câu coi. Ôi cây này nó hẳn đẹp nè. Nó nha. Một cây. Rồi xuống. Ôi nó cứng quá. Rồi gốc luôn. Quá đã rồi. Ủa. Trời đi qua đây nè Tiên. Thường mà muốn đào chùm á là phải tìm mấy cái chỗ đất ướt như vậy nè, với lại có cứt ở trên. Cứt gì Thảo? Để cứt chùm với cứt gì? Làm em hết hồn. Thôi lo đào lên đi. Rồi lấy tay ra. Kìa Tiên ơi. Rồi, bỏ vô. Thảo. Đào tiếp tục. Đâu. À. Rồi, ok, bỏ vô luôn. Rồi đào nó. Giờ chỉ cần quấn lưới câu vô nữa là xong. Ừ, quấn ba ông vòng luôn. Không biết hai đứa nhỏ đào chùm có không nữa. Xiết vô rồi. À. Một cần, tiếp tục cần thứ hai nè. Em đào chùm về nè, anh làm con câu xong chưa? Anh làm cho hai đứa luôn rồi nè. Vậy mình đi qua cái hầm bên kia câu đi anh. Em thấy nhiều cá lắm á. Vậy hả? Vậy mấy anh em đi đi. Thôi đi. Rồi xong cần câu cá Tiên rồi nè. Dạ. Đi câu mấy đứa rồi. Rồi đi câu thôi. Ủa gì á? Thì em câu cá chứ làm gì anh? Trời ơi, ba người thì chia ba chỗ để câu, chứ gom lại một chỗ câu sao dính nhiều cá được. Ủa gì hả? Để em đi chỗ khác. Ờ. Thiệt tình hai đứa này. Bỏ lục bình nha coi. Ở đây có dính cái gì không? Trời, lại không có dính nữa rồi. Ủa quen, sao nãy mày nói cái hầm này nhiều cá lắm mà. Xúc hồi nãy giờ 15 phút rồi đó, được có 2 con à. Chắc tại sớm giờ mình xúc chưa, chúng ổn á, xúc tiếp đi. Thôi anh Phong ơi, em nghi cái hầm này quá à. Cứ kiểu này, hôm nay anh em mình dính đói nữa rồi. Anh cũng thấy vậy á, cái hầm này lục bình nhiều quá, mình xúc không có nổi. Hồi nãy anh thấy bên kia có cái hầm trống trải lắm, anh em mình qua đó xúc đi cho nó khỏe. Đúng rồi đó anh, cái hầm bên kia nhiều cá lắm, em ở đây lâu em biết. Cũng mày nữa. Thôi đi đi. Thôi đi lên đi, qua bên hầm bên bển. Kéo tao lên đây. Anh đang nhảy hoài à. Trời ơi, rồi lên. Kéo tao Hùng ơi. Rồi, kéo quan lên đi. Lên, 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 đi, đi. Lên, lên, đi. Cầm cái thùng đi. Rồi, đổ lại nè.
Nhanh, dở lên ơi. Cách này cơ bộ tốt hơn nè. Nè, đưa cái thùng các bạn ơi. Không ơi, đưa cái thùng. Bỏ vô. Nè. Đây các bạn. Còn nữa nè các bạn ơi. Thôi bỏ vô đây. Bỏ vô dục gác ra bớt. Đâu rồi, còn nữa nè. Để vô như lên. Nhanh. Nè các bạn ơi. Đây, một đống luôn nè. Còn nữa nè. Đâu rồi? Đây cá bảy chậu nữa nè. Rồi, hết rồi. Mình làm thêm vài quận nữa đây. Rồi tiếp anh ơi. Thì giờ các bạn lưu ý nha, tới lượt mình quăng nha các bạn. Ở trong cái chài này là không hề có con cá nào sắp đặt trước nha. Ra đi anh em để tôi quăng cái chỗ này cái. 1, 2. Đó. Rồi chuẩn bị. Đợi cho cái lưới nó chìm xuống chút xíu mình mới gịch lên nha các bạn. Rồi giờ kéo lên nè. Kéo lên. Nghe không? Này hồi nãy thấy cá ụt nhiều lắm mà ta. Sao giờ không có con nào cắn câu hết vậy? Rồi chết quớt luôn, dính cây lá. Rồi câu nãy giờ mà không dính con nào hết trơn. Chán thiệt chứ. Thôi đi chỗ khác câu. Giường đâu mũi nhóc trơn trời. Ôi như cá ăn câu kìa. Yeah, chú Tý ơi, dính cá ngon rồi nè. Bự trời bán luôn. Thôi, cá bự với em. Mà em dính cá gô này làm gì em vui vậy? Bộ em tính ăn cá này sống qua ngày luôn hả? Phải rồi, tại mập. Cái bụng em bự, ăn một con cá là đủ rồi anh ơi. Vậy là em không đi câu nữa phải không? Em thấy ăn con cá vậy là đủ sống qua ngày rồi. Vậy thì giờ em đi kiếm củi khô giúp anh đi ha. Hồi nữa mình gom lại rồi anh nhóm lửa nướng cá ăn. Dạ. Rồi, còn mình sẽ đi xuống cái mương này bắt ốc luôn các bạn. Trời mới tạnh mưa nè, ốc nhiều lắm. Ôi, nãy giờ con không dính con nào hết trơn á. Ôi, được con ốc nè các bạn ơi. Ốc bu. Wow, kiếm nữa, đã quá. Đừng con rồi, thấy hàm quá. Mới đụng gì dưới chân à. Để coi. Ồ, đây con nữa nè. Wow, đây con ốc nữa nè. Hai con, ngon à nha. Trời mưa đi bắt ốc đã thiệt. Nãy giờ câu không có cá. Biết gì nãy mình đi xuống bắt ốc sớm rồi. Ê, đây con nữa nè. Ôi, nó mới. Rồi, nó nhả cái miệng khiếp lại liền. Ê, rồi, gớt rồi. Rồi, đây. Ba con rồi, đã quá. Nhanh mày, nhanh lên, sắp được rồi nè. Dở lên. Dính gì không? Có nè. Dính nữa rồi. Lấy bụng ra, lấy gác ra nè. Đâu rồi? Rồi, để vô thùng nha. Nó kìa. Không ơi, lấy cái thùng. Đâu rồi? Nè, con hả? Được con các bạn ơi. Thôi rồi. Rồi để vô. Không sao rồi, thôi cũng nhiều à. 2 hours later. Rồi vô lại ơi, rồi dở lên. Dở lên nữa coi. Trời ơi, không có con nào hết vậy. Trời cây không, thôi bắt tiếp đi. Thôi, anh thấy nhiêu đây là đủ rồi đó. Thôi chưa đủ ăn đâu anh ơi, bắt tiếp đi. Vậy hai đứa bắt tiếp đi nha. Ủa gọi anh làm gì? Anh với Hùng đi nhóm lửa. Dạ, vậy thôi anh đi. Ừ, rồi ta bắt tiếp nè. Hùng kéo anh lên Hùng. Rồi. Kéo mạnh lên. Sao nặng quá vậy? Ê, đi theo anh nè. Bộ anh cầm heo hột quẹt hay sao mà nhóm lửa được? Đâu có đâu, nhưng mà anh sẽ hướng dẫn cho em cái cách tạo ra lửa bằng những dụng cụ sinh tồn. Là sao? Bây giờ em vô trong liều lấy giúp anh cái viên pin trong cái đèn ra đi. Dạ. Ê, khoan, cho anh xin cái vỏ xương gươm em đang nhai đi. Rồi cho anh đó. Cái vỏ xương gươm này khi chập vào hai đầu pin nó sẽ cháy nha các bạn. Pin nè anh ơi. Ê, cảm ơn em. Cái này á mình phải xé nhỏ ra nha. Rồi chập cái đầu này nữa là nó sẽ cháy đó. Rồi cháy vậy thôi, hay quá. Chứ sao vậy? Bây giờ em đi kiếm mớ củi giúp anh đi. Anh vô trong liều dọn dẹp với chuẩn bị mấy thanh tre á, nẹp mấy con cá để nướng ăn. Dạ vậy thôi em đi nha. Ok em. Cây này nhỏ xíu vậy. Ê, cây này chắc đủ nẹp nè. Yeah.
Trời ơi quá đẹp luôn, để đổi kiểu coi. Trời ơi, nhiêu đây là đủ ăn nha các bạn. Trời cá mệt quá. Thương cả. Trời ơi, anh vậy hả? Để xuống dạ. Một đống cá luôn là thơm. Trời ơi, gì vậy? Hai đứa coi nẹp. Ê, Cưng chuẩn bị cái cây cho. Đây, em chuẩn bị rồi nè. Ok, vậy Vũ Thanh giúp Phương nẹp cá ở trong này nha. Dạ. Anh sẽ đi dẹp cái chài. Tiếp đi Phương. Gắn cá vô đi. Cái hầm nhìn vậy thôi chứ nhiều cá lắm nha bạn. Anh Vinh Quang dính có mấy con à, còn nhiêu là mình hết á. Thôi, gì ghê anh Thanh. Anh mà sao không đỉnh được. Mà một cây như vậy nhét được nhiêu con cá. Cưng nhét đi, chừng nào đầy thôi. Dạ. Rồi đó. Xong rồi đó, cột dây lại đi Phương. Dạ. Cột cho chắc chắc nha. Em biết rồi. Rồi, xong rồi đó, đem đi nướng thôi. Ừ. Chín nữa là ăn được nha bạn. Ừ, xay đi anh Thanh. Ừ. Em đói dữ lắm rồi đó. Thèm quá trời thèm rồi. Không, mày coi sổ cá vô đây. Rồi, ừ. Ok. Sao nó tắt queo rồi nè. Vô, vô. Rồi nó nhảy kìa. Thôi vừa vừa đây, bay bụi lum chứ. Nhét vô này, vô trước nè. Đông sát vô mày. Từ từ nha. Đúng rồi. Trời ơi nó nhảy. Rồi có cá chưa vậy? Đợi chút anh ơi, gần xong rồi. Hai đứa này sợ có mấy con cá cũng xong nữa. Chút xíu nữa lửa tàn chưa có cá luôn nè. Đó, ê từ từ để tao cho nó vô giữa mày. Rồi gớt hai con kia luôn mày. Xong rồi nè, đại ơi. Rồi nãy anh nướng đây. Ừ, đợi nó chín là có ăn. Bạn nào mà xem clip này á mà chưa bấm đăng ký hãy bấm vào đăng ký, like, chuông để ủng hộ tụi mình nha. Trời, hai đứa nhúm lửa rồi hả? Dạ, anh câu được nhiều cá không? Thôi đừng nhắc tới câu cá nữa. Anh câu một buổi không dính con nào luôn. Mà ngược lại anh xuống mương bắt ốc nhóc chơi nè. Ôi, nó bay rồi, em ăn đi. Rồi rồi, giờ mình lấy cái chai nước ra đi đổ ra em rửa cá nè. Dạ. Rồi được rồi, chị Hảo ơi. Dạ, ngán làm cái clip sinh tồn này thiệt chứ. Mình câu dính một con cá à các bạn. Vậy làm sao đủ ăn trời. Với lại cũng không có cơm luôn. Giờ cái bộ mình kêu ọt ọt, khó chịu muốn chết à. Em thấy sinh tồn kiểu này vui mà trời. Phải rồi, Cưng có làm khí khô gì đâu. Lửa với nước còn chỉ anh cô Tí làm không. Thôi nói gì nói, tại Á Tiên còn nhỏ các bạn ơi. Con nít nó gì đó, vô âu vô lo lắm. Nó sống ngày hôm nay đâu nghĩ cho ngày mai đâu. Sau này á, em lớn lên đi, em mới biết áp lực là như thế nào. Dạ. Chị Hảo tiếp anh này, chị Hảo. Dạ. Rồi để anh buộc con dây lại cho. Hôm nay sinh tồn vui hết đi. Đúng rồi đó, vui quá anh cô Tí rồi. Ừ, ốc nhóc trơn này hai đứa ăn nhiều vô đi. Dạ. Chấm muối nè mấy đứa, chấm muối vô. Ăn cá chấm muối thử thôi. Hút nước ngọt quá. Thôi cá ngọt ngay luôn á. Đúng rồi. Ăn hết cá đi. Rồi ăn đi Quang. Ừ. Ờ thịt nó ngọt. Con này ngon nè. Ngon. Lâu lắm rồi mới làm mấy cái clip sinh tồn vậy nè các bạn. Bắt cá ăn ngon ghê luôn á. Ê Quang, im nghe em nha. Im mày. Gì á? Con mũi này mày không bay hả? Trời ơi. Chết mày nè. Cái bụng của mình nó bự như vậy nè mà nó không chích đâu. Cái tay cái chân ơi có chút xíu à mà đèn nó chích hoài luôn á. Thôi coi ăn nhanh đi. Ừ. Anh Phong có gì chút anh mở đèn chạy cho em học bài nha. Tối rồi học hành gì nữa, bữa nay quay phim mà. Bữa nay quay phim thôi chứ anh, ngày mốt em thi tiếng Anh rồi đó. Năm nay mà em thi điểm nhỏ ha là mẹ em không có cho em đi quay. Mình thích quen cái clip sinh tồn mày lắm luôn á các bạn. Mấy cái thể loại nè, mỗi lần quay phim xong mình có thêm nhiều kiến thức mới. Như hôm nay nè, mới biết cái vụ tạo ra lửa bằng cục pin với miếng giấy luôn á. Thời gian này tụi mình thi cử bận rộn lắm các bạn ơi. Tụi mình còn phải đi học nữa. Tụi mình đâu phải là dân nghỉ học đâu. Tối ngày ở nhà quay phim rồi một tuần up lên 4-5 clip cho mấy bạn xem. Nhiều lúc mấy bạn vỗ bạn chửi tụi mình làm biến này kia sao một tuần up lên có một clip vậy. Các bạn cũng phải hiểu và thông cảm cho tụi mình chứ. Quay xong cái clip này á mới thấy là mình lớn rồi, vẫn còn thiếu nhiều kiến thức lắm các bạn ơi. Đúng ra trước khi xúc cá mình phải đắp cái mô để cho cá vô nó ở một thời gian, như vậy xúc mới có nhiều được. Chứ còn như anh em mình á, xuống xúc kiểu này quậy cá nó chạy trơn à. Cũng may bên kia có cái hầm cá nhiều, chứ không thôi tối nay phải quăng đi cái sĩ diện á, qua ăn trực hai cái đội bên kia rồi. Đúng rồi á. Ơi Quang, giờ mày vô mày chỉ tao cái bài này Quang. Ừ. Tao ăn xíu nữa tao vô. Mình ăn hết mấy con này. Mũi quá trời mũi luôn. Mũi quá trời. Lại đi tao chỉ cho. Mũi kìa. Tèn 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 tèn. Cá sặc mới nướng xong đây. Ăn thử kìa Vũ Thanh. Cá sặc tự nhiên luôn đó Cưng. Ừ, sao sao nó ngon. Rồi tiếp theo tới Tiểu Phương nè. Hấp dẫn quá vậy. Đâu 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 ăn thử coi cái này. Cái thằng nó ngọt. Ê, ôi đúng rồi dạ. Vinh ơi, em học bài nha. Học bài em gì? Có đem tập theo để học nè. Môn gì á? Dạ môn công nghệ. Đâu đâu đâu. Đó. Thằng ơi, nhóm này nó siêng dữ trời. Siêng vậy không lẽ Cưng thi xong rồi hả Vũ Thanh? Đâu có, ngày mốt là em thi tiếng Anh rồi. Đâu tối nay anh chia sẻ cho em vài kiến thức để em thi điểm cao cao ấy. Cưng hỏi anh đúng bài rồi. Giờ ăn cá xong đi, chút xíu nữa vô lều mở đèn chạy lên anh chỉ cho vài tiếng kêu.
Cháy ợt luôn, cái môn nào cũng có cái mẹo thi hết á các bạn. Quên đó, tối rồi không biết hai đội kia làm sao nữa. Cũng tối rồi thì cái thao tác cũ là gì Vũ Thanh? Bấm vô đăng ký like chung để ủng hộ bọn mình nha. Rồi, nếu mà bạn nào chưa đăng ký thì bấm vậy nha. Còn bạn nào đăng ký rồi thì thôi, các bạn bấm nữa là quỷ đăng ký luôn á. Hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye bye, bye. Bắt đầu tập luyện.